Kính thưa quý vị, một lần nữa, tinh thần Việt Nam, sự đoàn kết của dân Việt, sự bất khuất của cha ông, và cái tấm lòng lúc nào cũng muốn giữ gìn nền độc lập cho đất nước sẽ được trình diễn trong tiết mục kế tới của Hội Đồng Hương Bắc Ninh. Kính thưa quý vị, nhạc cảnh chính khí Việt, xin quý vị một tràng pháo tay. Bằng bằng sông bạch nào.
vãi thế đâu mất. Ngày bình ngô nổi cờ khuất tất, khi cần vương nhổ mặt lũng gian hùng. Lũng cứu quốc lòng tôn lao quất quất, hà làm ma nước ma nam không thua bắc đầu chẳng còn. Thưa quý vị, đã gần 44 năm rồi quý vị ơi, chúng ta bỏ nước ra đi từ sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay là chỉ còn hơn một tháng nữa là đến 44 năm mất nước. Từ nghìn trùng xa, biết bao nhiêu người Việt Nam xa xứ vẫn luôn luôn nhớ về quê nhà. Nhưng không phải chỉ nhớ, chúng ta còn ước mong cho nhân dân ở Việt Nam có được một cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn. Và nhất là chúng ta ước mong một ngày không xa, quê hương sẽ thoát khỏi ách thống trị của Cộng sản để mọi người có thể được hưởng một đời sống thật sự với quyền làm người. Thưa quý vị, nhạc phẩm kế tới sẽ được trình bày bởi Hội Cựu Nữ Sinh
Lê Văn Duyệt và Thân Hữu, nhạc phẩm Một Ngày Việt Nam, nhạc của Trúc Hồ, lời của Trầm Tử Thiên.
Và chúng tôi xin được giới thiệu một cô bé rất xinh, rất bé, trong một bộ áo tứ thân dễ thương lắm quý vị ơi. Khi mà đèn bật sáng lên, quý vị sẽ thấy em xuất hiện trước quý vị. Mời em Carrie Ann Anh Thư. Con xin kính chào quý vị. Con tên là Carrie Ann Anh Thư. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, con vẫn đi học tiếng Việt, hát tiếng Việt để thêm hiểu biết và yêu quý quê hương của mình.
dạy? Dạ, thầy Lê Hồng Quang. Wow, thưa quý vị, em là học trò của thầy Lê Hồng Quang. Cảm ơn thầy Lê Hồng Quang, thầy đã có một học trò quá giỏi. Thầy cũng phải giỏi mới ra trò giỏi, phải không? Dạ, 2 năm. Hai năm, quý vị ơi, 2 năm hát được như vậy quá giỏi phải không ạ? Cảm ơn con nha.